Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón cừu cho bé. Phần trên thân nón mình có móc họa tiết hạt bắp liền với nhau. Phần viền nón có viền hai đường móc. Ở hai bên mình có làm trùm tai và có hai sợi dây buộc như thế này. Trên đỉnh nón có trang trí hai lỗ tai hai màu để cho phần nón thêm xinh xắn. Thì mẫu nón này mình móc cho bé trai nên mình sử dụng màu trắng và nâu. Ngoài ra thì các bạn có thể đổi màu cho mẫu mũ này để phù hợp cho bé gái. Thì ở đây mình có móc sẵn một mẫu màu hồng nè. Đây là nón của bé gái, còn màu trắng sẽ sử dụng cho bé trai nha. Các bạn có thể thay đổi màu tùy thích. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, màu trắng để móc thân nón và màu nâu để móc phần trong của tai. Kim móc mình sử dụng kim móc 4.0mm. Hoặc nếu không có mẫu kim này, các bạn có thể sử dụng cho mình mẫu kim có đầu kim lớn hơn gấp đôi sợi len để khi mình móc cái nón của mình nó được mềm mại hơn nha. Ngoài ra còn có kéo cắt len và kim khâu len. Bây giờ mình sẽ sử dụng màu trắng để móc phần thân. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Sau đó móc vào vòng tròn vừa tạo 3 mũi kép đơn liên tiếp. Móc vào đây 3 mũi kép đơn liên tiếp. 1, 2 và 3. Sau khi móc được 3 mũi kép đơn liên tiếp với nhau, các bạn kéo cho mình sợi len ở cái đầu kim này kéo dài ra nè. Kéo dài ra. Ở 3 mũi móc xích mà mình gây nên đầu tiên, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc thứ 3. Đâm kim vào chân móc thứ 3. Khi đưa được kim vào chân móc thứ 3 của 3 mũi móc xích đầu tiên, tiếp tục các bạn đưa kim cho mình vào nút mà ta vừa kéo dài. Đây, đưa kim vào nút ta vừa kéo dài. Sau đó dùng sợi len siết lại để cho cái nút này bằng với đầu kim và kéo len qua chân móc. Lên 2 mũi móc xích. Như vậy là ta vừa tạo ra được một hạt bắp đầu tiên, tính luôn cả 3 mũi móc xích đầu tiên gây nên nha. Tiếp tục móc cho mình vào đây một hạt bắp. Và cái hạt bắp này các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi kép đơn. 4 mũi kép đơn vào cái vòng tròn này. 1, 2, 3 và 4. Khi được 4 mũi kép đơn liên tiếp, tiếp tục ta kéo dài nút mà mình vừa tạo. Sau đó tháo kim và đưa kim vào chân móc đầu tiên của cái cụm 4 mũi này, đâm kim vào chân móc đầu tiên. Đồng thời đưa kim vào nút mà ta vừa kéo dài. Sau đó xiết sợi len để nút nhỏ lại. Và kéo nút mình vừa tạo qua chân móc. Móc lên 2 mũi móc xích. Ta được mũi hạt bắp thứ 2 vào vòng tròn ma thuật đầu tiên. Tương tự, mũi hạt bắp thứ 3 các bạn cũng móc tương tự cho mình giống như hạt bắp thứ 2 nha. Cũng móc 4 mũi kép đơn vào cái khoảng trống này. 1, 2, 3 và 4. Tương tự các bạn cũng kéo nút vừa tạo dài ra, sau đó đâm kim vào chân móc đầu tiên của cụm 4 mũi này. Đâm kim vào chân móc đầu tiên. Đồng thời đâm kim vào nút mà ta vừa kéo dài. Kéo nút nhỏ lại, sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên 2 mũi móc xích. Ta được mũi hạt bắp thứ 3 vào vòng tròn đầu tiên nè. Tiếp tục mũi hạt bắp thứ 4 các bạn cũng làm tương tự cho mình, giống như 2 mũi hạt bắp mà ta vừa làm. Cũng móc vào đó 4 mũi kép đơn liên tiếp. 1, 2, 3 và 4. Kéo dài sợi len, đâm kim vào chân đầu tiên của cụm 4 mũi. Đồng thời đâm kim vào nút mà ta vừa tạo. Kéo sợi len để nút nhỏ lại, sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Ta được hạt bắp thứ 4, các bạn làm tương tự cho mình cho đến khi ta được 7 hạt bắp vào vòng tròn ma thuật đầu tiên nha. Móc lên 2 mũi móc xích,
sau đó tạo một hạt bắp gồm 4 mũi kép đơn. Kéo dài sợi len, đâm kim vào chân móc đầu tiên của cụm 4 mũi, đồng thời đâm kim vào nút ta vừa tạo. Kéo sợi len để nút nhỏ lại và kéo nút qua chân móc và làm tương tự cho mình. Sau khi móc được 7 hạt bắp vào vòng tròn đầu tiên thì ở cái hạt bắp cuối cùng các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, khác với các hạt bắp còn lại là 2 mũi móc xích nha. Đây. Tiếp tục đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái hạt bắp đầu tiên bên này. Đây là cái chân móc của cái mũi móc xích thứ ba á. Đâm kim cho mình vào đây và móc vào đây một mũi dời. Thì như vậy cái chân mũi dời ta vừa móc và cái chân móc xích bên cạnh sẽ tạo ra khoảng trống giữa hai hạt bắp này bằng với khoảng trống giữa các cái hạt bắp còn lại nè. Đây. Và ở cái vòng tròn đầu tiên này các bạn sẽ dùng tay kéo sợi len thật mạnh vào, kéo sợi len thừa thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Đây, vòng tròn của mình nó nhỏ lại như thế này. Từ đây tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 3. Ở vòng tròn thứ hai này ta sẽ thêm hạt bắp. Các bạn móc cho mình vào cái khoảng trống mà ta vừa móc á, khoảng trống mà có mũi dời. Các bạn móc cho mình vào chính giữa này 3 mũi kép đơn để tạo một hạt bắp đầu tiên. 2 3. Khi được 3 mũi kép đơn tương tự như cái hạt bắp đầu tiên ở phía dưới, cũng đâm kim vào chân móc thứ ba của 3 mũi móc xích đầu tiên này. Đồng thời đâm kim vào nút, kéo len để nút nhỏ lại và kéo nút qua chân móc. Ta hoàn thành được hạt bắp đầu tiên ở vòng tròn thứ hai. Móc lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục đưa kim vào khoảng trống của hai hạt bắp kế bên này. Các bạn móc cho mình vào cái khoảng trống này hai hạt bắp tương tự. Mỗi hạt bắp ta sẽ móc 4 mũi kép đơn. 1 2 3 và 4. Sau đó kéo sợi len dài ra. Đâm kim vào chân móc đầu tiên. Kéo nút ta vừa tạo qua cái chân móc, đồng thời kéo sợi len để nút nhỏ lại. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Và móc vào cái khoảng trống ta vừa móc, móc thêm cho mình một hạt bắp tương tự. Và hạt bắp cũng gồm 4 mũi kép đơn. Một, hai, ba, bốn. Tương tự kéo dài sợi len, đâm kim vào chân móc đầu tiên, đồng thời đâm kim vào nút ta vừa tạo, kéo len để nút nhỏ lại và kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên 2 mũi móc xích. Thì như vậy là cái khoảng trống của hai hạt bắp phía trên ta móc được hai hạt bắp phía dưới như thế này. Tương tự khoảng trống của hai hạt bắp kế tiếp cũng móc tương tự cho mình hai hạt bắp giống như hai hạt bắp ta vừa móc ở cái khoảng trống bên cạnh này. Móc vào đây cho mình hai hạt bắp tương tự nha. Và ở mỗi hạt bắp các bạn cũng móc cho mình 4 mũi kép đơn để tạo độ dày cho hạt bắp. Khi được 4 mũi kép đơn, tiếp tục kéo len, đâm kim vào chân móc đầu tiên, đồng thời đâm kim vào nút ta vừa kéo. Kéo sợi len để nút nhỏ lại và kéo nút vừa tạo qua chân móc. Tương tự lên 2 mũi móc xích và móc thêm một hạt bắp vào cái khoảng trống mà ta vừa móc. Mũi kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư. Tiếp tục kéo dài sợi len, đâm kim vào chân móc đầu tiên, đồng thời đâm kim vào nút ta vừa kéo len, kéo sợi len để nút nhỏ lại và kéo len qua chân móc. Móc lên 2 mũi móc xích.
Ta cũng tạo ra được hai hạt bắp vào cùng một khoảng trống nè. Đây. Làm tương tự cho mình các khoảng trống còn lại, móc tương tự cho đến cuối vòng. Và mỗi khoảng trống các bạn sẽ móc cho mình hai hạt bắp vào mỗi khoảng trống nha, tương tự như các cái khoảng trống mà ta vừa móc. Mỗi khoảng trống sẽ móc cho mình hai hạt bắp. Khi được 4 mũi kép đơn liên tiếp, kéo dài sợi len, đâm kim vào chân móc đầu tiên, kéo nút ta vừa tạo qua chân móc, đồng thời kéo len để nút nhỏ lại, lên 2 mũi móc xích và tiếp tục móc vào khoảng trống ta vừa móc thêm một mũi hạt bắp tương tự. Tức là mỗi khoảng trống ta sẽ móc 2 mũi hạt bắp vào mỗi khoảng trống nha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Và độ dày của mỗi hạt bắp sẽ là 4 mũi kép đơn. Ta được hai hạt bắp vào một khoảng trống, làm tương tự cho các khoảng trống còn lại cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì hạt bắp đầu tiên mà ta gây nên của vòng móc này sẽ thiếu một mũi hạt bắp, các bạn sẽ móc tiếp cho mình vào cái khoảng trống này một mũi hạt bắp tương tự để ta được hai mũi hạt bắp vào cái khoảng trống này nha. Móc lên hai mũi móc xích, sau đó móc vào cái khoảng trống đầu tiên này, móc vào đây cho mình 4 mũi kép đơn để tạo hạt bắp. Khi móc được 4 mũi kép đơn tương tự kéo dài sợi len, sau đó đâm kim vào chân móc đầu tiên của cụm 4 mũi, đồng thời kéo nút mình vừa tạo qua chân móc. Thì như vậy là mình đã móc được hai hạt bắp vào mỗi khoảng trống. Ở hạt bắp cuối cùng các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để tạo ra khoảng cách bằng với khoảng cách giữa các hạt bắp bên này. Thì móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc đầu tiên bên này một mũi dời. Móc lên 3 mũi móc xích. Thì cái khoảng trống giữa hai hạt bắp cuối cùng và đầu tiên này sẽ bằng với các khoảng trống còn lại nè. Đây. Và mình vừa hoàn tất được cái vòng móc thứ hai, mỗi khoảng trống ta sẽ móc hai mũi hạt bắp vào mỗi khoảng trống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc hàng móc thứ ba. Thì cũng tương tự như hàng móc thứ hai bên trên, các bạn cũng móc cho mình vào cái khoảng trống đầu tiên này, móc vào đây cho mình 3 mũi kép đơn ở cái hạt bắp đầu tiên nha. Ta sẽ móc 3 mũi kép đơn vào hạt bắp đầu tiên. 2 3 Sau đó đâm kim cho mình vào chân móc thứ 3 của 3 mũi móc xích gây nên đầu tiên. Đâm kim vào chân móc thứ 3. Đây sẽ là chân móc thứ 3 nè, các bạn đâm kim vào đây. Đồng thời đâm kim vào nút ta vừa tạo, sau đó kéo nút qua chân móc. Thì ta đã tạo được mũi hạt bắp đầu tiên của vòng móc thứ ba, tương tự như mũi hạt bắp ở phía trên. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Sau đó móc tiếp vào cái khoảng trống kế bên. Khoảng trống kế bên là cái khoảng trống này nè. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi hạt bắp. Và hạt bắp của mình gồm 4 mũi kép đơn tương tự như các hạt bắp vừa rồi nha. Móc 4 mũi kép đơn vào cái khoảng trống này. 2 3 4 Kéo dài sợi len, đâm kim vào chân đầu tiên, kéo nút vừa tạo qua chân móc, đồng thời kéo sợi len để nút nhỏ lại, móc qua chân móc, móc lên 2 mũi móc xích. Thì khoảng trống mà ta vừa móc sẽ là khoảng trống nằm chính giữa của hai cụm hạt bắp phía dưới nè, khoảng trống nằm chính giữa của hai cụm này. Thì khoảng trống để móc hạt bắp tiếp theo sẽ là khoảng trống nằm chính giữa của một cụm. Đây, một cụm hạt bắp gồm hai mũi hạt bắp cùng một khoảng trống phía dưới. Các bạn móc cho mình vào đây hai hạt bắp tương tự, giống như hai hạt bắp phía dưới này. Cũng móc vào khoảng trống này hai hạt bắp tương tự, và mỗi hạt bắp ta cũng móc 4 mũi kép đơn tương tự như các hạt bắp mà ta vừa móc nha. Đây, móc vào cái khoảng trống này hai mũi hạt bắp. Mỗi mũi hạt bắp gồm 4 mũi kép đơn. Tiếp tục kéo dài sợi len, đâm kim vào chân đầu tiên, kéo nút vừa tạo qua chân móc, móc lên hai mũi móc xích, tiếp tục móc một hạt bắp vào cái khoảng trống ta vừa móc nữa.
để ta được hai hạt bắp vào cái khoảng trống này. Kéo dài sợi len, đâm kim vào chân đầu tiên. Kéo nút ta vừa tạo qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Thì như vậy là vòng tròn thứ ba ta được thêm một mũi hạt bắp vào cái khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp cùng một khoảng trống phía dưới á. Đây, ta được thêm một mũi như thế này. Thì tiếp tục khoảng trống kế bên, các bạn sẽ móc cho mình vào đây một hạt bắp. Và cái khoảng trống này sẽ là khoảng trống nằm chính giữa của hai cụm hạt bắp cùng chân phía dưới. Sau đó di chuyển kim vào khoảng trống kế bên, thì khoảng trống kế bên sẽ là khoảng trống nằm chính giữa của hai cụm hạt bắp cùng một khoảng trống ở phía dưới á. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình một hạt bắp tương tự. Và hạt bắp này cũng móc 4 mũi kép đơn nha. 1 2 3 4. Sau đó kéo len, đâm kim vào chân móc đầu tiên và kéo nút ta vừa tạo qua chân móc. Khi kéo nút, các bạn nhớ kéo sợi len để nút nhỏ lại nha. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Khoảng trống kế tiếp sẽ là khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp cùng khoảng trống phía dưới, sẽ móc cho mình vào đây hai hạt bắp tương tự. Móc tương tự như hai hạt bắp ở phía trên này nè, móc cùng vào khoảng trống nha. Tương tự như cụm bên này cũng vậy. Móc vào đây hai hạt bắp cùng một khoảng trống. Ta được hai hạt bắp vào cùng một khoảng trống nè. Các bạn cứ làm tương tự các cái cụm chân móc còn lại, cũng móc vào các cái khoảng trống cho mình, tương tự cho đến cuối vòng. Khoảng trống nằm chính giữa của hai cụm hạt bắp cùng một khoảng trống ở phía dưới thì móc một mũi hạt bắp vào đây. Kéo len, đâm kim vào chân đầu tiên. Kéo nút vừa tạo qua chân móc, đồng thời kéo sợi len để nút nhỏ lại. Lên hai mũi móc xích. Khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp cùng một khoảng trống phía dưới thì móc hai mũi hạt bắp vào đây. Móc vào đây hai mũi hạt bắp. Tiếp tục mũi hạt bắp thứ hai. Đâm kim vào chân đầu tiên, kéo nút vừa tạo qua chân móc, lên hai mũi móc xích và làm tương tự cho đến cuối vòng. Làm tương tự cho đến cuối vòng. Thì sau khi móc đến cuối vòng, hạt bắp đầu tiên mà ta gây nên ở vòng móc thứ ba này sẽ nằm ở chính giữa của hai hạt bắp cùng một khoảng trống phía dưới nè. Các bạn sẽ móc cho mình vào đây một mũi hạt bắp nữa để ta được hai mũi hạt bắp. Và hai mũi hạt bắp này nó sẽ nằm ở chính giữa của hai hạt bắp cùng một khoảng trống ở phía dưới nha. Hạt bắp cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi kép đơn, khác với hạt bắp đầu tiên là 3 mũi kép đơn. Kéo len, đâm kim vào chân đầu tiên, kéo nút vừa tạo qua chân móc. Và ở hạt bắp cuối cùng thì khác với các hạt bắp khác, ta móc lên một mũi móc xích, sau đó móc vào chân móc đầu tiên của hạt bắp đầu tiên một mũi dời. Móc lên 3 mũi móc xích. 2 3. Thì như vậy là ở vòng móc thứ ba mình đã tăng được 7 hạt. Và mỗi hạt bắp ta tăng đều nằm ở khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp cùng một khoảng trống. Tương tự vòng móc thứ tư cũng móc vào cái khoảng trống đầu tiên này một mũi hạt bắp. Và hạt bắp đầu tiên ta sẽ móc là 3 mũi kép đơn. Kéo len và đâm kim vào chân móc thứ ba, chân móc xích thứ ba của 3 mũi móc xích này. Kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Tiếp tục móc vào khoảng trống kế bên, móc vào đây cho mình một hạt bắp. Và hạt bắp này sẽ là 4 mũi kép đơn nha.
Đây, khoảng trống này cũng móc cho mình một hạt bắp tương tự là hai hạt bắp, mỗi hạt bắp sẽ là một khoảng trống. Khác với vòng móc thứ ba, ta móc một mũi hạt bắp xen kẽ hai mũi hạt bắp cùng một khoảng trống. Hàng móc tiếp theo này ta sẽ móc hai hạt bắp mỗi khoảng trống xen kẽ là hai hạt bắp cùng một khoảng trống nha. Và cái khoảng trống ta thêm sẽ là khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp cùng một khoảng trống. Bây giờ ta sẽ móc hai khoảng trống liên tiếp, mỗi khoảng trống là một hạt bắp vào mỗi khoảng trống. Kéo len, đâm kim vào chân đầu tiên, kéo nút vừa tạo qua chân móc, móc lên hai mũi móc xích. Tiếp tục khoảng trống kế bên thêm một mũi hạt bắp nữa. Khi được hai hạt bắp vào hai khoảng trống liên tiếp thì khoảng trống thứ ba các bạn sẽ móc cho mình vào đây hai hạt bắp cùng một khoảng trống. Vì đây là khoảng trống của hai hạt bắp cùng một khoảng trống phía dưới á, cho nên các bạn sẽ móc cho mình vào đây hai hạt bắp tương tự. Móc vào đây hai hạt bắp cùng một khoảng trống. Tiếp tục hạt bắp thứ hai vào khoảng trống này. Thì vòng móc thứ tư mình thêm được một mũi hạt bắp nè, vào khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp cùng một khoảng trống nha. Các bạn cứ làm tương tự cho mình các cái khoảng trống tiếp theo. Cũng móc hai khoảng trống liên tiếp, mỗi khoảng trống là một mũi hạt bắp. Tương tự như hai hạt bắp bên này. Mỗi khoảng trống ta cũng móc một mũi hạt bắp vào mỗi khoảng trống. Kéo len, đâm kim vào chân đầu tiên, kéo nút vừa tạo qua chân móc, lên hai mũi móc xích. Tiếp tục chuyển qua khoảng trống tiếp theo và móc một hạt bắp. Mũi kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba và kép đơn cuối cùng. Kéo dài sợi len, đâm kim vào chân đầu tiên, kéo nút vừa tạo, móc lên hai mũi móc xích. Khi được hai mũi hạt bắp vào hai khoảng trống thì khoảng trống thứ ba này sẽ là khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp cùng một khoảng trống nè. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình hai hạt bắp cùng một khoảng trống, tương tự như cái cụm ở phía dưới nha. Móc vào đây hai hạt bắp. Ta thêm được một hạt bắp nữa vào cái vòng móc thứ tư này. Các bạn làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Cũng móc vào mỗi khoảng trống là một mũi hạt bắp vào mỗi khoảng trống, tương tự như các cái mũi hạt bắp ở phía bên này. Còn khi gặp cái khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp cùng một khoảng trống thì móc vào đây cho mình thêm hai hạt bắp, tức là ta sẽ thêm một hạt bắp vào cái khoảng trống này. Đây, làm tương tự cho mình, cho các cái hàng móc tiếp theo cũng làm tương tự nha. Thì các bạn để ý cho mình nè, ở vòng móc đầu tiên ta có 7 hạt bắp, vòng thứ hai mỗi khoảng trống thêm một hạt bắp để tạo hình chữ V. Ta được 14 hạt bắp ở cái hàng móc thứ hai. Hàng móc thứ ba ta sẽ thêm 7 hạt bắp và sẽ xen kẽ là một mũi hạt bắp vào mỗi khoảng trống nè, xen kẽ là hai mũi hạt bắp vào cùng một khoảng trống. Và hai mũi hạt bắp này nó cũng nằm ở chính giữa của hai hạt bắp cùng một khoảng trống phía dưới. Đây, thêm mũi vào khoảng trống của hai hạt bắp cùng một khoảng trống nè. Thì cái vòng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình. Vòng móc thứ ba ta sẽ tăng được 7 mũi móc nha.
Tương tự cho hàng móc thứ tư, cũng thêm cho mình 7 mũi móc, và 7 mũi móc này cũng thêm vào các cái khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp cùng một khoảng trống phía dưới nha. Ở các hàng móc tiếp theo cũng làm tương tự cho mình, cũng tăng mũi vào cái khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp cùng một khoảng trống phía dưới. Làm thêm cho mình nhiều vòng nữa cho đến khi cái vòng tròn này vừa với vòng đầu của bé thì các bạn ngưng. Ở mũi hạt bắp cuối cùng sẽ thêm cho mình một mũi móc xích thôi nha, để khoảng trống giữa các hạt bắp nó đều nhau. Và mũi hạt bắp đầu tiên lưu ý cho mình là ta chỉ móc 3 mũi kép đơn. Lên 3 mũi móc xích và móc 3 mũi kép đơn. Móc cho đến khi vòng tròn này vừa với vòng đầu của bé thì các bạn ngưng. Cũng tăng cho mình số hạt bắp nha. Tăng đều. Và tăng vào khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp cùng một khoảng trống ở phía dưới á, tăng cho mình đều 7 mũi. Hoặc là đối với những bé lớn hơn, cái vòng tròn tăng mũi cuối cùng các bạn có thể tăng ít hơn 7 mũi, tùy vào vòng đầu của bé mà các bạn tăng cái số mũi móc phù hợp nha. Và cũng chia đều các cạnh và tăng nha. Thì đối với size nón này mình chỉ tăng 4 hàng móc, mỗi hàng móc ta tăng đều 7 mũi, tăng đều ở các cái mũi móc như thế này. Và vòng tròn này đã vừa với vòng đầu của bé, bây giờ mình sẽ móc tiếp cái hàng móc phía dưới và không tăng mũi. Và cũng lưu ý cho mình nha, ở cái size lớn hơn, vòng móc thêm mũi cuối cùng ta sẽ thêm ít hơn 7 mũi cũng được nha, tùy vào vòng đầu của bé mà các bạn tăng cho phù hợp. Và khi tăng mũi chia đều cho mình để cái vòng nón nó không có bị lệch. Ở hạt bắp cuối cùng thêm cho mình một mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên của hạt bắp đầu tiên một mũi dời. Móc lên 3 mũi móc xích. Khi vòng tròn này đã vừa với vòng đầu của bé thì bây giờ mình sẽ móc hàng móc không tăng mũi. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống này một hạt bắp. Và hạt bắp đầu tiên sẽ là 3 mũi kép đơn. 2 3 kéo len, đâm kim vào cái chân móc thứ 3 của 3 mũi móc xích này. Kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên 2 mũi móc xích. Thì ta được một hạt bắp đầu tiên. Tiếp tục móc vào khoảng trống kế bên này, móc vào đây cho mình một mũi hạt bắp. Gồm 4 mũi kép đơn. 2 mũi len, đâm kim vào chân đầu tiên, kéo nút vừa tạo qua chân móc, lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục móc vào khoảng trống kế bên một mũi hạt bắp tương tự. Khoảng trống kế tiếp cũng móc một mũi hạt bắp tương tự. Gồm 4 mũi kép đơn. Khi gặp khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp cùng một khoảng trống phía dưới, cũng móc cho mình vào đây một hạt bắp thôi nha. Móc cho mình một hạt bắp vào đây. Và cái hàng móc này ta không tăng mũi. Sau đó chuyển qua khoảng trống kế tiếp và móc cho mình một hạt bắp tương tự như các cái khoảng trống còn lại. Móc vào đây một hạt bắp, gồm 4 mũi kép đơn. Kéo len, đâm vào chân đầu tiên, kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên 2 mũi móc xích. Thì ở đây mình không tăng mũi nè, mỗi khoảng trống ta sẽ móc một mũi hạt bắp vào mỗi khoảng trống nha. Các bạn làm tương tự cho mình cho các khoảng trống còn lại. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Và mỗi khoảng trống ta sẽ móc một mũi hạt bắp vào mỗi khoảng trống. Vòng móc này mình sẽ không tăng mũi nha.
Sau khi móc đến cuối vòng thì ở cái chân móc đầu tiên mình gây nên hạt bắp đầu tiên. Bây giờ ta sẽ không tăng mũi, các bạn sẽ tiến hành lên cho mình một mũi móc xích và móc vào chân móc của cái hạt bắp đầu tiên này một mũi dời. Như vậy là mình đã móc được một hàng móc không tăng mũi nè, đều nhau. Và cái vòng tròn này đã vừa với vòng đầu của bé, nó đã có cái độ cong lên. Bây giờ mình sẽ móc tiếp các cái hàng móc tiếp theo. Cũng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc nha. Lên 3 mũi móc xích, móc vào khoảng trống vừa móc, móc vào đây cho mình một mũi hạt bắp. Hạt bắp đầu tiên là 3 mũi kép đơn. Kéo len, đâm kim vào chân móc thứ 3 của 3 mũi móc xích đầu tiên, kéo nút vừa tạo qua chân móc, móc lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục chuyển kim qua khoảng trống kế bên và móc cho mình vào đây một mũi hạt bắp. Tương tự móc vào khoảng trống kế bên một mũi hạt bắp, tương tự như các hạt bắp mà ta vừa móc. Và móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa, cho đến khi chiều cao từ đỉnh nón xuống hàng móc cuối cùng sẽ bằng với chiều cao từ đỉnh đầu xuống mang tay của bé nha. Cũng móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc. Và các bạn sẽ không tăng mũi. Mỗi khoảng trống ta sẽ móc một hạt bắp vào mỗi khoảng trống và làm tương tự cho các hạt bắp còn lại. Cho các cái hàng tiếp theo. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Thì ở đây mình đã móc lên thêm được nhiều vòng móc không tăng mũi và đều nhau như thế này. Tiếp tục ở chân móc cuối cùng móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc đầu tiên của hạt bắp đầu tiên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Thì chiều cao từ đỉnh nón xuống cái hàng móc cuối cùng bằng với chiều cao từ đỉnh đầu xuống phần tay của bé. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần viền ở phía dưới. Đây, viền lại cái đường viền ở phía dưới này. Và mình sẽ sử dụng mũi nửa kép để viền cái phần viền nha. Các bạn móc cho mình vào cái khoảng trống kế bên này, cái khoảng trống giữa hai hạt bắp kế bên này, móc vào đây cho mình 3 mũi nửa kép. Móc vào đây 3 mũi nửa kép. 1 2 3. Khi được 3 mũi nửa kép vào khoảng trống đầu tiên thì khoảng trống kế tiếp các bạn cũng móc cho mình 3 mũi nửa kép vào cái khoảng trống này. Móc vào đây 3 mũi nửa kép. Như vậy là mình được 6 mũi nửa kép vào hai khoảng trống. Sau đó khoảng trống thứ 3 các bạn sẽ móc cho mình vào đây 2 mũi nửa kép nha. Móc vào đây 2 mũi nửa kép. Ta được một cụm 8 mũi móc vào 3 khoảng trống nè. Đây, 1, 2 và 3. Tiếp tục vào hai khoảng trống kế tiếp, mỗi khoảng trống các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi nửa kép vào mỗi khoảng trống. Mỗi khoảng trống ta sẽ móc 3 mũi nửa kép vào mỗi khoảng trống, móc cho mình hai khoảng trống liên tiếp. Khoảng trống kế bên này cũng móc 3 mũi nửa kép. Thì khoảng trống thứ 3 các bạn sẽ móc vào đây cho mình hai mũi nửa kép. Để ta được 8 mũi nửa kép vào 3 khoảng trống nè. Đây. Các bạn cứ làm tương tự cho mình các cái khoảng trống còn lại, móc tương tự cho đến cuối vòng để mình viền lại cái khoảng trống này. Cũng móc vào hai khoảng trống liên tiếp, mỗi khoảng trống là 3 mũi nửa kép. Còn khoảng trống thứ 3 sẽ là 2 mũi nửa kép nha. Cứ móc tương tự cho mình cái cụm này cho đến cuối vòng. Đây, móc tương tự cho đến cuối vòng vào 3 khoảng trống để được 8 mũi móc vào 3 khoảng trống. Khi viền lại như vậy thì cái phần vành nón nó sẽ có cái độ bo ôm á, ôm vào vòng đầu của bé. Tiếp tục móc cho mình vào các cái khoảng trống tiếp theo cũng tương tự.
Khoảng trống thứ hai cũng móc 3 mũi nửa kép. Khoảng trống thứ ba móc 2 mũi nửa kép vào khoảng trống này. Ta được 8 mũi nửa kép vào 3 khoảng trống nè. Các bạn làm tương tự cho mình đến cuối vòng. Cũng móc xen kẽ tương tự 3 khoảng trống để tạo thành 8 mũi nửa kép vào 3 khoảng trống. Sau khi móc đến cuối vòng, tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Thì mình đã viền được cái phần vành nón một hàng đầu tiên. Tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình thêm một hàng thứ hai nữa, tương tự như cái hàng móc mà ta vừa móc. Móc vào chân móc đầu tiên là chân móc mà mình vừa móc mũi dời, móc vào đây một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì cái phần vành nón nó được hai hàng móc nửa kép. Tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì lúc này độ sâu của nón từ đỉnh nón xuống hàng cuối cùng đã vừa đến phần tay của bé. Bây giờ mình sẽ móc hai phần trùm tay hai bên. Thì cách móc cái phần trùm tay này mình cũng có hướng dẫn ở các clip nón trước. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ qua lại cái phần trùm tay này. Ta sẽ sử dụng mũi kép đơn để móc nha. Móc cho mình vào chân móc mình vừa móc mũi dời một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được 15 mũi kép đơn liên tiếp nha. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được 15 mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì cái phần trùm tay của mình nó có cái độ rộng 15 mũi như thế này nha. Tiếp tục từ đây móc lên cho mình hai mũi móc xích để mình móc các cái hàng móc tiếp theo. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì hàng móc thứ hai này mình sẽ tiến hành giảm mũi, giảm 3 mũi ở đầu, giữa và cuối của hàng móc. Ta sẽ chia đôi 15 mũi kép đơn này ra, sau đó bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào chân móc thứ hai một mũi kép đơn. Chân móc thứ ba cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Chân thứ tư cũng móc một mũi kép đơn. Chân móc thứ năm cũng móc một mũi kép đơn. Chân móc thứ sáu cũng móc một mũi kép đơn. Ở chân móc thứ 7 và thứ 8 của hàng móc này, các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành một chân để mình giảm một mũi móc ở chính giữa này. Đây, thì hai cái điểm này các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một chân. Ta lấy len đâm kim vào chân đầu tiên, kéo len qua chân móc, kéo qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len, đâm kim vào chân kế bên, kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Khi trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Như vậy là hai chân móc ở phía dưới ta chụm lại được một chân ở phía trên. Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn móc chừa ra cho mình hai chân móc cuối cùng nha. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở hai chân móc cuối cùng này ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân để ta giảm được một điểm ở cuối cùng, và cũng tương tự như cái phần giảm mũi ở đây, cũng lấy len và đâm kim vào chân kế cuối, kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len đâm kim vào chân cuối cùng, kéo len,
kéo qua hai chân móc trên kim. Trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Như vậy là hàng móc thứ hai mình đã giảm được 3 mũi móc nè, ở đầu, giữa và cuối hàng móc. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì hàng móc thứ ba các bạn sẽ giảm cho mình 3 mũi móc tương tự như hàng móc ở thứ hai. Cũng bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Thì hai chân móc kế tiếp sẽ là hai chân móc nằm hai bên của cái mũi móc mà mình chụm chân ở phía dưới á. Các bạn sẽ chụm cho mình hai chân móc này lại thành một chân, cũng làm tương tự như cái chụm chân ở phía dưới nha. Ta cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Kéo len qua hai chân móc. Lấy len, đâm kim vào chân kế bên. Kéo len, kéo qua hai chân móc. Trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Thì ta cũng chụm lại được hai mũi thành một mũi nè. Tiếp tục các cái chân móc kế tiếp cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và cũng chừa cho mình hai chân móc cuối cùng nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Hai chân móc cuối cùng này sẽ chụm lại cho mình thành một chân, cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Để trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Ta giảm được 3 mũi móc ở đầu, giữa và cuối hàng móc. Tiếp tục lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì ở các hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như hàng móc thứ hai và thứ ba, cũng giảm cho mình 3 mũi móc ở đầu, giữa và cuối hàng móc nha. Quay ngược đầu móc lại và làm tương tự cho đến khi ta còn một mũi móc cuối cùng cho các hàng móc còn lại. Và ở chính giữa của hàng móc cũng giảm cho mình hai mũi ở hai bên của chân móc chụm chân phía dưới nha. Sau khi giảm được các cái hàng móc để còn một mũi móc thì tiếp tục lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là mình vừa hoàn tất được một bên trùm tay như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái bên trùm tay kế bên. Khi gặp đôi phần thân nón lại thì bên trùm tay nó sẽ có cái độ bo lại để ôm phần tay của bé. Ở phần trùm tay thứ hai ta sẽ canh tương ứng với cái phần trùm tay bên cạnh. Khoảng cách ở hai bên trùm tay của mặt trước luôn luôn có cái độ rộng hơn mặt sau nha. Các bạn sẽ gặp đôi nón lại, sau đó canh chỉnh cho mình phần trùm tay bên này để lệch qua một bên. Đếm số mũi móc ở đây và số mũi móc bên này để ta có thể canh chỉnh. Thì ở đây mình có 6 mũi móc nè. Ở bên này mình cũng đếm ra 6 mũi móc nha. Và đâm kim vào chân móc thứ 6 cho mình. Cũng dùng sợi len trắng và tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó đâm kim vào chân móc thứ 6 tính từ góc ngoài này vào. Ta sẽ bắt đầu móc trùm tay là ở cái điểm này nha. Đâm kim vào đây để cái khoảng cách này nè, cái khoảng cách ở mặt trước rộng hơn mặt sau. Sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Móc cho mình 15 mũi kép đơn tương tự như trùm tay mình vừa móc. Bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Và khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Và các bạn sẽ làm tương tự cho mình phần trùm tay này giống như phần trùm tay mà mình vừa móc. Móc cho đến khi ta còn một mũi móc cuối cùng. Hàng đầu tiên sẽ móc 15 mũi kép đơn nha. Thì mình vừa hoàn tất được một bên trùm tay còn lại. Tiếp tục lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì ở cái phần trùm tay này các bạn sẽ không cắt len nha. Mình sẽ tiến hành viền lại cái phần viền này. Khi gặp cái phần thân nón lại thì đây là mặt trước nè. Mặt trước có cái khoảng cách ở hai bên trùm tay thì luôn luôn rộng hơn mặt sau nha. Bây giờ mình sẽ viền lại cái phần viền này. Thì từ cái chân móc mà mình vừa móc cái mũi cuối cùng này, các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân móc cuối cùng này và móc vào đây một mũi móc đơn.
Sau đó móc vào chân móc của cái hàng móc phía trên này, móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, cũng móc cho mình vào mỗi chân móc của các hàng móc phía trên hai mũi móc đơn cùng chân móc ở cái phần trùm tay này nha. Chân móc kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn. Thì mình vừa viền được một phần của trùm tay nè. Các bạn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái phần bề ngang của nón nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi đã viền được một phần của trùm tay, tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc mà mình vừa móc cái mũi trùm tay đầu tiên nè. Đây, móc cho mình vào cùng chân móc này một mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình cho đến cái góc bên này. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau đó các cái phần góc cạnh của trùm tay này các bạn cũng viền tương tự cho mình giống như cái phần viền mà ta vừa móc nha. Móc vào mỗi chân móc, móc hai mũi móc đơn. Ở đây thì các bạn móc cho mình hai mũi móc đơn lên một mũi móc xích và hai mũi móc đơn vào chân móc cuối cùng này để tạo cái góc nhọn ở đây. Sau đó viền tương tự cái phần cạnh còn lại cho đến cái chân móc mà mình viền đầu tiên ở đây. Và toàn bộ các bạn sẽ viền cho mình là mũi móc đơn nha. Móc viền toàn bộ cái phần này bằng mũi móc đơn. Sau khi viền được toàn bộ cái phần vành nón cho đến cái chân móc cuối cùng ta vừa viền đầu tiên thì tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc ta vừa móc này hai mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích và dùng mũi dời nối vào chân móc đầu tiên mà ta viền đầu tiên á, móc vào đây một mũi dời. Đây, đây là chân móc đầu tiên mà mình gây nên nè, móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc thì các bạn sẽ móc cho mình hai sợi dây ở hai bên trùm tay như thế này. Thì để cho cái sợi dây này nó có cái độ dài như thế này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài khoảng tầm 2 mét, sau đó ta gập đôi đoạn len lại. Mình sẽ lấy cái đoạn gấp ở đây, sau đó đâm kim vào cái góc nhọn ở phần trùm tay. Kéo sợi dây qua chân móc. Từ đây các bạn móc lên cho mình nhiều mũi móc xích cho đến hết sợi dây thì mình sẽ tạo ra được sợi dây tương tự. Và nó sẽ có cái độ dài như thế này. Cứ móc cho mình các cái mũi móc xích cho đến hết sợi dây nha. Sau khi đã hoàn tất được sợi dây thì ở đây mình có móc sẵn một mẫu tai như thế này để trang trí cho phần thân nón. Thì đối với mẫu này mình có sử dụng hai màu. Ta sẽ tiến hành móc trước cái phần trùm tai màu ở bên trong. Móc trước cho mình một cụm như thế này ở cái phần thân trong nha. Bây giờ mình sẽ dùng màu trắng để hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần tai này. Ta sẽ móc bằng với cái phần tai trong nha. Tạo cho mình một nút từ cái sợi len màu trắng này. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên một dây móc xích dài 5 mũi móc. 1, 2, 3, 4 và 5. Khi được 5 mũi móc xích, tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Và móc vào chân móc thứ 5 một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho mình hai chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở chân móc cuối cùng, các bạn sẽ móc cho mình 7 mũi kép đơn vào cái chân móc cuối cùng này. Mũi kép đơn thứ nhất. Mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ năm. Mũi kép đơn thứ sáu.
và mũi kép đơn thứ 7. Khi được 7 mũi kép đơn vào chân móc cuối cùng thì tiếp tục móc cho mình vào các cái chân móc kế tiếp. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc cũng lưu ý giấu cho mình luôn sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để khi cắt len không phải giấu len nhiều. Móc đến chân móc cuối cùng, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Từ đây tiếp tục lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Đây thì cái sợi len thừa khi giấu vào trong mũi móc để cắt len không phải giấu len nhiều nè. Tiến hành quay ngược đầu móc lại và móc cho mình cái hàng móc tiếp theo. Ở hàng móc tiếp theo này, móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp móc một mũi kép đơn. Chân kế bên móc một mũi kép đơn. Thì chân móc thứ 5 của hàng móc này sẽ là chân móc đầu tiên của cái cụm 7 mũi ở phía dưới. Các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc đầu tiên của cụm 7 mũi này hai mũi kép đơn cùng một chân móc. 1 2 Tiếp tục chân móc thứ 2 của cụm 7 mũi, móc hai mũi kép đơn vào chân móc này. Chân thứ 3 của cụm 7 mũi cũng móc hai mũi kép đơn. Chân móc thứ 4 cũng móc hai mũi kép đơn. Làm tương tự cho 3 chân móc còn lại nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc vào 7 chân móc của cụm 7 mũi phía dưới. Chân thứ 7 cũng móc hai mũi kép đơn. Thì sau khi móc được các cái mũi kép đơn vào 7 chân móc của cụm 7 mũi, tiếp tục các chân móc còn lại, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, móc cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Đối với cái phần vành tay bên trong, các bạn sẽ móc cho mình đến cái điểm cuối cùng này và cắt len ở đây. Còn cái màu mà ta sử dụng để viền ở phần ngoài thì các bạn sẽ không cắt len, mà ta sẽ tiến hành dùng sợi len này để nối lại hai cái mặt lại với nhau nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nối lại hai cái mặt của vành tay này. Tiến hành quay ngược đầu móc lại. Thì vành trong của tay ta sẽ để ở mặt trên của vành ngoài. Các bạn sẽ ốp cho mình phần len màu lên bên trên. Tiến hành đâm kim vào chân móc đầu tiên của phần len màu nè. Đây là chân móc đầu tiên. Các bạn đâm kim vào đây. Đồng thời đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên của cái phần màu trắng á. Sau đó kéo cái nút dài này qua cái chân móc, qua hai chân móc nha. Các bạn sẽ kéo song song qua hai chân móc như thế này. Sau đó rút ngắn sợi len để ta được một nút, tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào hai chân móc mà ta vừa móc á, móc cho mình vào đó một mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc kế bên của vành màu nâu, các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân kế bên, đồng thời đâm kim vào chân móc kế bên của phần vành màu trắng. Đây, ta đâm kim song song hai chân móc liên tiếp với nhau như thế này, sau đó móc vào đây cho mình một mũi đơn vào hai chân móc nha. Móc vào đây một mũi đơn. Chân kế tiếp cũng móc cho mình tương tự, đâm kim vào hai chân móc song song với nhau và móc vào đây một mũi móc đơn. Thì mình vừa chập được hai phần vành tay lại nè. Các bạn làm tương tự cho đến chân móc cuối cùng. Cũng chập đôi cho mình hai chân móc song song với nhau và móc vào đó một mũi móc đơn. Và tương tự cho đến chân móc cuối cùng.
Móc viền tương tự cho đến cuối vòng. Cũng chập đôi hai chân móc song song và móc một mũi móc đơn. Sau khi đã chập được hai màu len lại với nhau thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Ở cái sợi len thừa này, khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để khi cắt len không phải giấu len nhiều nha. Bây giờ mình sẽ gập đôi cái phần tai này lại và chập đôi lại. Ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên ở đầu bên này, đồng thời rút ngắn nút mà ta tạo ở bên này. Sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc, móc lên một mũi móc xích. Thì khi viền cái góc ở dưới đây, mình sẽ sử dụng các chân móc của phần viền màu trắng để mình viền lại nha. Tiếp tục đâm kim vào chân móc kế bên này. Đây, đâm kim vào đây. Đồng thời đâm kim vào chân móc đối diện của phần màu trắng nha. Đây, sau đó móc vào hai chân móc này cho mình hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Tiếp tục chân móc kế bên của phần vành màu trắng này cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc kế bên này. Đồng thời đâm kim vào chân móc song song và đối diện với nó. Đây, qua hai chân móc như thế này và móc vào đây hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Ta được 4 mũi móc đơn, tiếp tục móc vào chân móc bên này là chân móc cuối cùng này và móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn sẽ cắt cho mình sợi len dài để mình dùng đầu len này may cái phần tai vào trong thân nón nha. Kéo sợi len. Ta sẽ sử dụng kim khâu, xỏ đầu len này vào kim khâu và may cho mình vào thân nón. Đây là mặt trước của nón nè. Các bạn sẽ may cho mình cái phần len màu ra mặt trước của nón. Mặt trước có cái độ dài rộng hơn nha. Từ đỉnh nón, cái vòng tròn từ đỉnh nón này các bạn đếm ra cho mình 3 hàng móc. Sau đó ta sẽ may cái phần tai này ở giữa hàng thứ 3 và thứ 4 của hàng móc phân thân nè. Đây, may vào đây. May vào chính giữa của hàng móc thứ 3 và thứ 4 ở phần thân nón. May lại như thế này. Từ đỉnh nón này đếm ra 3 hàng móc cho mình nha. Thì sau khi may được hai bên tai vào trong thân nón, ở cái chân móc cuối cùng này các bạn sẽ tạo cho mình một guốc ở đây. Sau đó giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Các bạn sẽ giấu cho mình sợi len thừa vào giữa hai màu len á. Đây. Tiến hành cắt sợi len thừa. Hoặc là nếu không thích cái màu len này, các bạn có thể sử dụng màu len khác cho bé trai hoặc bé gái tùy vào sở thích của mỗi người nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn một mẫu nón cừu cho bé xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công.